Ô đây đây, ô đây, ô đây. Đôi bánh nó chạy. Ô đây đây, chụp bên kia, chụp bên kia. Ô đây, ô đây. Ông dây đó, coi chừng ông dây nha anh em. Chụp đó. Chụp đó. Ô đây đây. Đây chụp sao sao xong. Dưới đây kìa, dưới đây, dưới đây, dưới đây. Dưới đây. Lại dưới đây lại. Đâu? Dạ không? Dưới đây. Dưới này hay quá. Lắm. Ô chào cả nhà nha. Con chuột đầu tiên cả nhà, cái gì vậy? Nín nè bưởi. Gấu ơi mày bắt con chuột cái đầu tiên đó về cho chồng ăn chứ ăn gì được con chuột đó là gấu. Nhấp quá trời nhấp mà. Tôi để nó thì bờ này dữ lắm nè anh em ơi, chặn đầu xuống đây xong. Chặn đầu trước anh em, dữ lắm rồi này chuột nha. Chặn đầu trước mới được, ai chặn đầu. Có hang lại dồn luôn nha anh em. Vô đó. Vô hang hay rồi. Vô hang ơi. Hang chứ mặt cái lời. Bắt đuôi đó. Có hơi. Thử gì cho đó rồi. Hang không? Vô là ta xịt thuốc rồi. Chụp đây là con nào nấy lù không cả nhà ơi. Ôi, một con. Ôi ôi nó bự. Cả nhà ơi. Dài cái. Người dồn cái xong. Dễ dàng chứ sao. Nó nhiều đó. Hết luôn hả? Nó dàng chứ sao. Rồi xuống dưới đi. Ô. Ông mới cắt gì vậy? Không chơi. Anh đang đậu đây anh em ơi. Có hang là nó vô rồi trời. Kìa nó có hang cái gì xong. Ô.
kìa, mắc đuôi kìa, mắc đuôi kìa, mắc đuôi kìa, mắc đuôi kìa. Xong ơi, chạy đâu, chạy đâu, xong ơi. Tôi dưng đi xong. Vô cùng này với đâu? Không, không. Gấu nó nhìn dữ lắm rồi đó nghe. Giờ gấu làm gì lắm rồi kìa. Là chập đó kìa. Đừng chạy lên lại. Dính này vậy? Tháp, rồi nhìn thấy qua mé này lại. Cho còn nó lại, còn nó lại. Còn nó, con chó nó lại. Đó. Đâu? Không, nó. Đi đâu? Đi đây. Gấu, đuổi tao. Gấu, dính này con. Đâu rồi? Đây, dính này. Dính này. Hay quá con ơi. Trời ơi, nó mạnh nó xong rồi. Còn nữa đó nghe anh em. Hú. Lại 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 đập tiếp hũ đi, lại đi hũ. Trời ơi, là dữ lắm nhiều. Dữ lắm nhiều anh em ơi. Chặn ngang một đường đó. Trời ơi, dữ lắm luôn đó nghe. Xong. Chạy lên mày đó là hũ. Chạy lên đó đó. Có vô hay vậy? Mày dẹt ngang đường. Dẹt ngang đường đi, lại dữ lắm nhiều lại. Đó, tám chín hay vậy đó. Dính lại. Chó chụp. Mày chặn ngang một đường đi. Chặn ngang dẹt ngang ngang đi. Dính con rồi. Mày hay quá. Chạy qua xong hết. Dục ở đây, để nguyên luôn lại. Để nguyên luôn đi cưng. Nó nằm trong cục đó đó. Vô. Còn nữa cả nhà, con nào nó nu à. Còn nhiều lắm. Chạy qua. Ừ. Ừ, biết rồi. Để coi cho. Lũn kìa nè. Lũn. Hai con, hai ba con dữ lắm nhiều rồi. Chặn đầu nó lên lại. Vậy trong cái luôn lại. Mày xuống mà dẹt cái hũ nó đi hũ. Hũ, lên tao hũ lên tiếp nè hũ. Rồi chống ra luôn đi rồi. Ờ biết rồi, biết rồi. Lúa nhắm ở đây rồi. Nó tạt cái đây mà, cắt lúa tạt cái đây cả nhà. Ba con lượt đó. Rồi. Đứng ngay đây nè. Quá hồi hộp. Tôi có hàng không? Giờ vô hàng đó. Ngồi im vô đi xong. Coi nha. Ừ. Ừ đúng rồi đó hũ. Có cái bể đất thì chạy. Có cái bể đất anh em ơi. Cho nó cũng vô hết đi. Dạng chống lên anh em. Biết rồi. Đó. Lại lại mày đó lại. Cho lại. Đó lại lại. Cho qua cho lại chống kìa. Kìa. Hổ hổ. Ê, dính con kìa. Ê, con gấu dính đâu luôn kìa. Ê, dính này con, dính này con, gấu. Dính này. Con kia. Dính lại cho. Trời ơi. Con nào lấy chà bá vậy á. Ừ, xong cái chăn cái đầu luôn xong. Dính chưa? Trời ơi, gấu mình quá giỏi cả nhà ơi. Nó làm cái chăn cái đầu nắng nhừ luôn. Hai con rồi đó. Chưa hết rồi anh em. Ba con mấy con à? Hai con à? Con hai vô hàng đó. Có hàng đó à? Sủng thì xong. Lắm hàng nào quên. Ê, dẹt dẹt cái đám con trâu này luôn đi anh em ơi. Chuyện chạy lại mình không thấy đó. Chó nó chưa đi kìa. Dạ. Dính đâu? Chạy chịu mà bãi này. Ê, dính câu. Ê, dính lại. Con chó nghe có chuyện táp đó. Ê, 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 rồi, dính đi câu. Hay quá câu ơi, dính lại. Trời ơi. Ba con. Nữa đi không? Ê, quay xong. Dạ. Quay quay chạy ra quay con đó. Gì vậy? Chuyện chạy ra xong, mới chạy vô đó con nó xong. Bự lắm, đó. Chạy lại, rồi. Lại. Rồi. Còn cái đuôi đó. Còn nó bự hàng lắm rồi. Đó, nó lại, 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 khúc qua mày nó lại. Ê, chạy đi, 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 chạy đ
Chú chưa? Dạ, dạ, chảnh đi dạ. Đâu xong? Lọt kẻ hán ta mày. Quá hay. Không hoát luôn. Dĩ luôn. Ê, từ từ, từ. Coi cái hang chỗ nào anh em ơi. Ơi xong xong xong, từ từ, để anh em lấn bên kia lấn qua đi xong. Chút về đất này, chút nhóc chân này chứ đâu. Còn hang không? Có dừng trở lại anh em. Giặt chấm vô đó là hổ, coi vô đó hổ. Chỉ anh em chụp cẩn thận chó nha. Có những nó mây chuột á. Chúng có cây này chứ đâu. Còn nữa chưa hết đâu. Nó trong gốc cây mà. Phải bực đất đâu. Cả chỗ này nè ha. Dạ. Cà cái giò vô được. Rừng à. 4 con hả? Cộng được 4 con hả? 4 con giờ. Hồi sáng á, mấy anh em đi bắt chuột đó cả nhà. Đi qua miếng đất này nè. Thấy cái bờ này im quá. Cái này mình quay lại. Chắc chó theo săn mới được cả nhà. Ê, thọt cái giữa lắc được không? Đó, kêu thọt cái giữa lắc coi. Coi mấy đó nè hú. Đừng ra giữa con gấu. Đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Ôi chụp bên kia nè, chụp bên kia. Làm như lực sĩ Superman. Đây đây đây, đây chụp bên kia, kia kia kia. Ê, con chip càng ngày càng hay trời. Chứ sao uống cái đầu không? Dọ nó hết rồi quê. À thật. Ê, xong 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 xong. Chụp cái xong. Chặn chặn lại, chặn lại, chặn lại. Chạy kìa. Ô đây đây, ô đây, ô đây. Ô ô. Ô đây chụp 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 đây. Ôi, ôi kêu cho lại xong. Đây đây đây. 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 Luôn rồi lại. Núi đây nè. Luôn. Cái. Cái miếng không? Mới bắn người đó đó. Dính nè. Ơi. Bưởi hả bưởi? Trong hang chạy ra hay vậy? Còn nữa hả? Anh lấy chưa? Trời ơi, con nào cũng lấy nó mập. Vô. Cục nó cục gì nữa xong? Cục cây lắc nữa gì. Còn hang lại. Dịch đây luôn nè. Đây 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 đây. Đây đây chạy vô đi kia. Ở đó chạy nào đi lại. Đâu xong. Bơm cái đẳng nha. Bến nhìn trống không? Chăn con cỏ đang đừng có đó. Mình có hàng nó vô. Nhóc chưa á.
Con này ơi, cái hang này vô đây cái gì nè? Bắt con này dài ra đi. Chó nó vụn, nó sợ nó tạt á chứ. Trời ơi, sao đi bên kia nữa rồi? Mày vụn hồi cho bánh tao khùng luôn á cấu. Nó chụp đụng đụng đây nó sao bay? Kìa. Nó sao chạy đầu sao? Trong cục cây đó. Táp đụng đụng của nó đó. Lại lại lại, con chú này lại. Chẳng đâu đây xong. Kìa, cái gì vậy chứ mẹ? Trời 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 bự trời. Cái bé xuống bên này nè. Đó, xong. Đi lên, chạy lên, chó. Qua đây hả? Qua đây quất luôn. Tại sao? Dính ơi. Cái gì? Dính ơi. Ở đây còn đó, còn ơi. Lại. Ai da. Qua đây nè. Đưa con cụ sao ơi. Bự không? Dữ lắm bự mà. Đó, đúng rồi. Cho bé con dính bự nữa nè. Ô, ô. Cho nó lại. Mà thế vậy. Ê, xong cái tay mà khều khều, đừng nói mới xong. Trời, tao đạp không lắc trời. Đâu, vô con. Nó mệt thế vậy. Thôi, chạy lên đó. Đi đâu lại? Đi đâu? Lâm. Con nào con nấy chụp ba không ấy nè. Ôi. Mập. Vô. Trời ơi, uống nu quá mày. Dữ thiệt. Chơi luôn không? Mày chói xuống rồi kìa. Nó muốn vô lại vô mẹ ơi, không ép được đó chứ. Chết, mình nó muốn vô lại vô, muốn già lại già, chứ không có ai mà kêu nó vô chứ nghe. Thở không nổi luôn rồi kìa. Bữa này đúng là đời luôn cả nhà, lâu lắm rồi mình có dịp đi săn bữa đã đời vậy nè. Có hay không? Xuống lại thôi em ạ, đừng móc tay. Xuống kìa. Mình la mấy chó nó cũng quýu luôn nữa. Chạy không nổi luôn rồi. Nhà con chết thở rồi. Dạ. Dạ. Con muốn gì vậy? Chắp đây hả? Coi chừng cái bờ đó. Có nó xong.
Lên ra tay chân đó. Ghe gì á? Bên đây còn heo không? Xong bữa nay sắp sập đây xong. Cái chừng nó chạy dấu đó. Nó đuôi lắm mà. Vô con. Vô con, vô đây. Thử đi con, thử đằng nãy á. Ơ, chạy qua mày đó. Đuôi cái đây. Đâu? Kìa, rồi, đi đâu? Chặt đâu? Đây là sao? Cái đây nè, chỗ đây nè. Nó nói lại là chạy xíu. Đâu rồi? Đó, đó. Để đó rồi. Kỳ hả? Đó. Tiếp sao? Lâm ơi. Đó đó. Dữ lắm, nó bự mà. Đã xong. Cho cả nhà thấy xong ơi. Mấy chó làm ghê quá à. Ngắt ở trên đó. Ngắt trên đó đó. Cái dây này dây gì mà cứng dữ mày? Dây cua. Dây hút cá hay vậy không? Dây hút cá. Dây lỗ vô đó đó. Đây đây đây, đây nè. Đây nè. Đúng rồi, chuột mập ha. Thầm thay vô chi hoài xong nó xuống kìa. Chỗ đó quá. Còn vô nữa không? Nó chỗ đó đó, chạy ra chỗ đó đó. Còn tới nè. Tóc tới. Ủa nha. Lại không trời, hang chà bá luôn đó lại. Con cây thế vậy, thử con cây. Còn nó không? Nó nhỏ. Mũi ghê, mũi à. Này làm 3-4 con hết nữa không? Ừ, 3 con. Thôi đây có cái hang ác đạn luôn đi giường nè anh em. Hang. Cả nhà còn một tăng nào một nè cả nhà. Con nào nấy như con heo vậy đó. Hết hồn hết vía nó ngon thì chứ. Phải chuyện trở lại là khó bắt lại. Thủ đi cưng chơi xong dạch. Thủ đi cưng. Lát ghê à? Ừ. Này dính. Dạ. Thử đó.
bơi kìa. Dạ bên trên này là hấu. Dạ bên đây em đậu, đây lắng lắng của bạn này. Dạ. Thấy không? Thấy không? Dí cho nó ra ngoài, đừng cho nó dí vô bờ. Thử thằng này có nữa nè. Thằng này làm gì không có xong. Điếm 1, 2, 3 làm... Ồ, ra mấy hót, hót ngay chạy được con là mà... Tới suối mấy tàu đi ngang. Coi hang này cái lại. Đó, gì vậy? Lứa. Coi này. Có cặp chuột đó, nó hung lắm. Quá láng. Trời ơi, bọn binh. Lên trên hang. Vô một hang. Lên nước luôn xong ơi. Dạ. Cần nó chuyện đó. Chỗ đó hàng phong. Hang gì hơn cái địa đạo nữa. Đó. Đường nó xịn. Lứa nó chổi cái hang bự đó. Ê, lứa. Nó lứa. Để mày đi thôi. Dạ con. Nung kìa. Đi không con? Dồn không? Dồn. Lứa. Để ngoài không thấy. Cái nào chở hang bự. Đấy, đâu, dính rồi con. Tao bắt dính này. Đi. Đi lại kia kìa nha. Dính rồi. Đây nè. Go. Nghe không? Đi rồi. Nói rồi không nghe. Chùm chùm lứa gì vậy? Cái gì không? Ủa hai con này gặp gì nữa? Thấy gì không? Thấy gì không? Mày thấy gì? Cả nhà ơi, nó nằm nó thở nè. Khi. Lụm. Không phải một con nha. Dạy. Người đây. Trời ơi. Dạy hả? Ừ. Mày làm tới hết hồn xong. Mày không mở vô. Thôi. Hey. Chưa rồi. Lắm rồi. Nguyên mày lứa rồi. Ê. Ê. Mày cái bưởi. Vô luôn. Ê. Dính rồi. Gâu. Buông ra. Gâu. Bị đòn bây giờ. Dính rồi mà con chốc quay. Ủa con gái vậy? Con hàng nào đúng không xong? Này nó qua đây không? Rồi. Coi bản nè. Nó không biết đụng không? Hello. Có gì không? Hello. Có chỗ của bản. Mỗi lần mà bắt chuột mà trúng đó cả nhà. Anh em mừng vui lúc vui lắm. Chụp đá tay. Chỗ sao nó chạy qua đây? Còn hang không? Sợ nó còn ngã ba cho chổng không? Còn ổng đây nè. Nó đưa ở đây coi. Hang ở đâu không? Hai. Hay quá. Hang dưới đây quá.
kia đi. Ê, lứa đây nè, lứa chạy qua đó rồi. Nhìn cái đuôi rồi, nè, hú. Hú. Kệ sau lưng kìa, dẫn sau lưng kìa. Chụp bự đâu? Gì vậy? Có còn ngách thằng nữa không? Ê, vụn chạy ra. Hết rồi, cũng... Đó, trời thì nó luôn. Có hít nước mình đâu anh em? Đâu là ngoài đó chú. Đó, đó. Này chúng mình ban đất người ta đi chạy. Cho ta cải tạo hả? Ừ. Chú mé con hàng nào không sao? Chữ lắm mập xong ơi, con nào mở lúc lúc quá. Xíu, đó mười mấy con rồi trời. Đúng rồi. Ừ. Rồi ăn lên nó xong rồi. Đúng hai hang hả? Hai rồi, có hang kia. Rồi rồi con bên nó bự xong rồi xong. Con hấp đó là... chừng coi qua góc sậy có mệt không? Chuyện gì vậy? Hai con đợi luôn. Con đợi. Qua đây xong rồi. Ăn qua rồi. Qua đây rồi. Hai hang luôn. Đi quá xa đậu bứt bờ luôn nè. Ra đi mày ơi. Cái chó thử thử coi thịt với ao. Vô không? Ừ. Hớp miếng. La nãy giờ khang tiếng bắt không được gì chứ. Mấy hang rồi. Đây sao mà liếp lại? Hơi láng hơi cái này. Thấy nó cũng láng nữa. Chục lửa. Ừ, như chục lửa vậy. Con nào lấy bóp mềm tay cái chèo mềm mèo cái tay mà. Đó, xuống này xuống này xuống. Rồi thả quanh quanh anh hú lên anh hú. Chịu lắm láng hay không? Số 3 kg hả? Đi còn đây rồi. À, tới luôn nè. Cái lúa đậu ra chạy vô không được nè. Gần cho ham ham hả? Ừ. Hàng nó cũ quá ta. Dạ cái này cao không cái? Hàng nó cũ quá xong. Tới luôn bây giờ. Thử lên cái này coi. Tưởng nắm đuôi. Ây da. Thử mạnh chứ hả? Còn có hai cái này nữa không? Xong. Không thấy nó hợp hò anh không? Ăn lên thấy gì vậy? Được ánh sáng rồi không? Rồi thấy á. Ăn quên kia còn không? Nè, ăn cái này nè. Ăn đi, đi con. Mấy con chuột này mình làm cái gì cũng ngon chứ cả nhà. Nó mặc kìa. Hàng này là mới láng nè. Này không lẽ không có
Lương Nam không có trời. Phải có một con mới lấy được công sức chứ. Sao trở xuống nhẹ chứ sao? Ừ. Dài. Ôi ôi nó bự ra cả nhà. Ê. Vô. Con nó mới được anh xong ơi. Con mày lấy sức hả? Mới nói con giọt ra liền ta. Ôi đốt nhẹ chứ cho mày cái coi. Ủa còn đi nữa hả? Ghê quá. Còn một à. Còn được rồi. Đội clip đâu? Đội clip tới đây. Còn một là được rồi. Còn hơi được rồi. Cũ gì ta? Ngăn xăm ngàn năm. Cái mì. Bậy. À cụ giác. Nè dây giác này xong. Cụ giác là bự gì thế này? Này còn bự nữa đó chứ. Lâu bự. Ăn được không ta? Ăn biết à. Cụ giác là mày trị bệnh một cái thứ gì vô nổi đi đầu tối ngày à. Bệnh khùng quá. À, tiếp tục cả nhà. Vô lùm xảy luôn anh em ơi. Có lời rồi. Quất đuôi anh em ơi. Vô là sao? Chạy qua đây gì chạy. Chơi ba kia. Làm sao? Cởi đi, để vô hang đi, vô cái đây lúc này đi. Thấy làm cái dù mà. Ê, trong bồng giữa có con. Đó, trong bồng giữa sao? Chặt được đó hậu. Ê, chạy qua con lại. Dính lại. Chạy vô lại đây sao? Hai con chó nó quần trong đống con trà nó chạy ra đó anh em. Ây da. Cái mít. Vô hang hay vậy? Hang chỗ nhỏ anh á. Thôi cái lùm nó vô hang chắc đầy cái hang luôn quá. Cho dùng chút nữa coi. Dính đây rồi. Ôi ơi, gì vậy? Táp mà nó hay banh trơn rồi. Trời ơi, đây quen con rồi. Trời ơi. Con nhỏ, lứa. Cái hang chạy qua đây chỗ nào? Bên đó đã đào được không? Nổi không? Đây. Anh em. Chặn đầu cái hả? Hang cống hả? Mới không? Chụp gì đăng nữa hả? Chụp nó mới chạy đăng kìa.
cái con gì, con rắn cái gì trời, rắn anh chuột trên bờ trời. Con gì cái này nè anh em. Anh em, vô dưới đi anh em. Con gì dữ lắm bự nha. Không biết con rắn hay con chuột nữa. Nó còn quần bên đây nè. Dưới sông. Chuột cái gì á? Dưới nào? Dưới nào? Con rắn con chuột đi nằm trên cái bụi lùm trên đây nè. Bự không? 5 kg á. Kìa, xuống đây lại. Lùm tên lại với tay quậy, dính không, có chân chó dính không? Con gì quần trên cái đống trà trên á. Dưới chạy qua mà xong. Chạy bờ xong. Qua bờ xong. Trong cái giữa, trong cái giữa lên bờ. Đó. Lại. Đó, tắp rồi. Trời ơi, mạnh không á. Không phải vậy nha xong. Không phải vậy nha. Chứ không? Chứ không? Lâm mày ơi. Hay quá xong ơi. Đúng rồi nha. Ê có gì xong? Chút xong. Trời ơi, ở đâu kỳ ta? Trong này có gì mo, trong này mà thiêu chân rồi. Chó cái dính dưới nó nè. Nắng quá nắng, hầm mấy con chó nó dù không nổi luôn. Chó con bông cũng nằm gì chó nè. Nằm đi cho mỏ đi, giống cái này chứ gì. Dậm về tài tới luôn rồi. Ô. Không. Đúng không? Đắp cái lại. Kinh chưa? Chưa con. Chị dính hả? Đừng có bỏ đâu đó. Dính cái gì kìa. Cái gì mà nhậu em không chích chạy kịp không gì trong vừa hả trời à, dạ. Ơi nó bự đây tiếp chạy ngang dưới hả à, không tiếp luôn hả cái gì hơi bị cái gì kìa mẹ đi bắt thêm nè dính rồi kìa bắt thêm hai còn nữa kìa ông nội ơi ơi còn được không để tiếp ra tiếp rồi đây mua hang này ba con rồi đó đừng cạn hết trơn đúng đợi bữa nay chuột được chứ
Chùa ú ú này bắt cái ham thiệt á. Ê, luôn bên luôn đầu thôi vậy? Sao cũng đất? Ê, hút, ở đâu hả? Chúng em kia đi. Ô, đây đây đây. Ở đâu hả? Hàng mình gốc méo giữa. Còn đó nha. Không thấy ở đây rồi. Cái hổ hả chị, nó kiếm hàng nó không có. Còn này đâu. Nó dưới nó chạy lên đó. Đứa nào? Đứa bé này nè. Những cái hang đâu mà không sao mà. Chúng mày lên kìa. Chúng mày chưa? Gì hổ? Trong đó đó. Dạ, rồi gấu, động gấu kia bên kìa, dám chụp đâu. Nó còn trong đó đó. Chạy ra luôn kìa hổ. Lại, lại, chạy vào. Trời ơi, trời. Ở đâu coi cái hang đó, ở đây. Ở trên bờ, chạy lên. Ở đâu? Ở dưới bên, bên kia chạy qua. Đi ra. Có, đâu có. Ở đây chạy qua nè. Con nãy bên kia chạy qua. Sao không bỏ đi vô giọng đi lại. Đâu một chục chị ta lao vừa vừa nghe biết đường đâu kiếm. Còn nữa vậy? Biết đường đâu hết. Nhúng dít vừa vừa trong kìa. Ê con. Lúc đậu xong. Chị ta không làm được nha. Rồi nãy giờ chạy đây không được. Bờ này có ngang chó bự bự đạo biết như chuột. Nó chưa bự nó mừng mình cho mình á. Sao nó đạo không nổi. Sao chắc nó làm gì xong. Sợ xong mệt đó. Hết luôn rồi. Thôi đi. Tiếp lại xong rồi. Lùi lùi này vô anh em. Gì? Ủa. Trời ơi. Nhiều hơn sáng nó chạy. Ngon, ngon hơn sáng nữa xong. Qua coi cái hang bên đây coi. Hay đâu? Đi lắm, đi lắm bên đây nè. Đâu? Đâu vậy sao lưng? Đó. Tay con đó. Con nữa. Con nè. Đó, đó, con nó kìa, chú chọn nó kìa. Đâu, nó lạ. Vậy? Phía trước. Lại đây sao lưng? Dưới giò nè gấu. Đó. Gấu. Gấu. Đâu, dưới giò chưa? Gấu. Gấu. Gấu cũng dưới hả? Nè gấu. Chị dạ. Nè. Thôi đó. Chụp nè. Ê, trời ơi. Rồi. Rồi, bút ra. Quê. Đâu nguyên bày hả? Nhóc chơi nè quay. Ô. Đó. Nè 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 nè. Nè hay vứt đụng nè. Con đây xì. Con này cánh lỏng nè. Treo không? Nè vứt đụng nữa nè. Ừ. Rồi lén. Đi bên em xem đây có nó chạy ra gì. Nó hụt vô cái gì. Cũ gì không trời. Nhưng xâm đất. Rồi cái lén. Nhưng xâm đất. Qua cái chân hang rồi. Này có máy bơm một cái thứ gì cho nổi trời. Máy bơm đúng đợi luôn hay sao? Có nước nào bơm? Ê! Chặt đầu kia!
chưa? Chưa. Thế sao? Đây nè. Tụt đó. Đó nghe. Đó. Đó đó. Đâu? Đâu? Mày dính rồi. Đúng á. Sao đạp vô cái vỏ. Dính rồi. Chứ cuộc là lúa. Cái. Cậu ăn chanh luôn hả vậy? Ừ. Xe cho. Thì ơi. Gì? Láng gà. Trước đi. Lắc lắc tiêu ơi. Treo luôn. Bình gì? Bá lả bình nha. Chỗ bên kia thôi kìa. Ở dưới còn không? Còn. Này hả? Ừ. Hàng này chắc lâu năm lắm rồi vậy trời. Thấy con bính kìa. Rồi mà không thấy con chuột nào chưa hả? Về đây trời. Ê! Một con. Giống anh em. Con đã bày nãy. Dạ. Ê! Ủa đất. Luôn. Mệt thì chứ ra sầm lấy cả nhà giật mình hoài. Đó. Hai. Cái gì nhẹ vậy? Ba. Chạy dưới, chạy dưới. Chạy đâu cho khỏi. Cái hang nào kìa? Không biết. Nó. Bên nó. Đây. Dưới nó bự cái gì đó. Lại đây. Cho lúa đó. Lúa ơi, lúa à. Lúa ơi. Trong. Phải mẹ nãy không? Biết, cái từ lưa, hang giá. Bắt bữa này đúng là đã thèm luôn. Chỗ rồi đó. Đây. Đó. Đúng ơi. Nữa ừ. Ê lùi lùi qua đây rồi. Ừ. Thôi mình lít cho nó lại dễ. Bởi vì mấy con chó nó sợ mình mệt đâu có bư. Mình cái này mình tự bư. Đó. Ba xong. Té chút sao ơi. Trời ơi. Để gì giữ thằng đó mấy cha. Rồi clip lại. Đào xong mình clip lại đàng hoàng cả nhà. Lúc nào cũng như vậy. Mặc dù nó không có được như lúc đầu, nhưng mà chuột á nó phá rất là nhiều quá nha. Làm sao mà clip như lúc đầu được. Nhưng mà bà con người ta không có buồn. Là tại vì mình bắt chuột giúp cho bà con. Đạp ba cái giỏng vậy. Trời ơi. Rồi, lắm cái hang này cả nhà ơi, đường mòn chảy. Ê, ê gì á? Không biết nữa. Láng lừ luôn cả nhà. Đó. Mình quất cái hang này nha. Ê. Bao nhiêu phần trăm xong? Biết để tôi coi có không.
lúa coi nha cả nhà. Một hang. Một hang. Vô trước đi. Hang hang này ha. Thôi. Cái hang này bên trong không? Bự bên kia kìa. Có rồi đó. Bằng phân ra cái hang chó đi rồi lại. Quan sát trên mới được cái này. Ủa? Đi ra nè, đủ đi phục chạy ra. Đi ra nè, đi ra. Dài gốc. Chuẩn bị nha. Sắp tới rồi đó. Dài đi gốc. Ừ, chạy đi đi. Dài vô cái vỏ lá. Đứng lên mới được. Ngoài xa tiếp. Thấy hổ. Này mà vô đào nãy giờ chưa chỗ tới thằng này hả? Chưa. Trời ơi. Lâm đất cứng. Mở đường chưa? Mở đường rồi đó. Mở đường thì to. Đó. Nhớ còn hang không? Hết rồi. Hết rồi. Không? Hết rồi. Hết rồi. Hang này đi qua đâu? Hang này xuống nè, còn hang nè. Đây. Anh bọc trở lại cái đó thôi vậy đó. Ôi trời, mấy cái hàng lâu năm mà. Cái dưới luôn bắt nó đi. Con gì? Con chuột. Bắt nó đi hả? Có con mẹ nó gì á. Vô chút nữa. Khôn vậy ha. Còn không biết nữa này. Nó nhau trong kìa. Chân chuột bự đó. Đây. Trời ơi, đang đau lợi trời. Khôn. Thôi xong. Con hang gì đó đó. Nhìn xuống. Bự vậy? Bự gì đó? Đó, đuôi nó bự. Trời ơi, khôn trời. Cào trên đầu nó không à? Đúng rồi, dục nó khôn chứ. Lụm. Lụm. Cái hả? Cái. Là lũ nó thành công. Còn dưới đó kìa. Khôn ghê hả hậu? Đào lớp trên thì mình hút cái là nó qua rồi. Đó, người ta nhà người ta cũng cắt nhà có tầng tầng lầu đâu. Con gì mà khôn bằng con chuột. Ở đây còn con gì nè. Ê. Đây nè. Nhà hai tầng nữa chứ.
thằng này lại. Đâu? Tiếp tục. Ủa bắt chích mẹ mà. Mẹ mẹ cho những cái hai ba hang. Không, lúa là bảo lãnh con đầu tiên đó nè, con thứ hai nó bảo lãnh nè. Ok lại. Có cái đuôi. Hai ổ rồi đó. Oh yeah. Có hang bên đây nữa không? Cái hang hũ là hang nào? Hang hũ là chó thử là hang nào? Biết đâu hả? Hơi nó heo này. Bông chứ. Đấy. Cái hết đó hả? Tới rồi. Rồi clip lại anh em ơi. Đi tới đây cho ta clip đứng hoài, đứng hoài. Clip lại đi tiếp coi nha. Anh em mình về ha. Đây cả nhà, dữ lắm bữa nay rồi. Ê, hồi sáng nó cũng cỡ này á cả nhà. Mà chuột này nó ngon hơn cả nhà ơi. À, bây giờ thì chuột hồi sáng anh em gửi cho ông anh rồi, ở Long An rồi. Bây giờ mới này thì về mấy anh em mình chia nhau ăn nha cả nhà. À, hồi sáng thì mình động nói chung mình bắt chín mà mình biết được, chứ đâu có biết được là chuột khúc nào ngon, khúc nào dở đâu. Chuột này nó ngon hồi sáng. Biết được là rồi sơ. Chiều nay không biết làm món gì đây. Làm món gì xong. Dự tính ha. Ok. Này lượng sườn nha. Ok. Quá mình mới nhậu lại nha. À, khi mà cả nhà xem cái clip này á thì anh em đã có mặt ở bên Tân Công Xính rồi nha cả nhà. À, ngày mai anh em sẽ xuất phát. À, chuyến này thì qua Tân Công Xính mình không biết trải nghiệm được những gì. Thì cả nhà chờ xem nha. Anh em sẽ săn bắt được những gì nha cả nhà. Lâu lắm rồi, cũng 5-6 tháng rồi cả nhà. Anh em không có qua. Chuyến này qua thì mình tính với mấy chú với mấy anh dồn lại chuyến một nha. Con nha. Ừ, đi được coi. Đến dạ. Quán năm qua không? Căng. Em có trả gì ha. À, cũng chia sẻ với anh em luôn là anh Hiếu biết anh em mình đi qua Tân Công Xính đó, anh Hiếu có gửi một ít hải sản, nhất là để cho mọi người cùng chung vui ở bên Tân Công Xính. Cảm ơn Hiếu nha. Chứ này tụi em qua bên bển là bao nhiêu dồn một cái một luôn nha anh Hiếu. À, ừ. Luôn quýnh phành phành luôn nha cả nhà. À, con Hiếu nó im quá. Anh Hiếu bận về không được. Con Hiếu gì cho ta? Về đi Thái Lan về rồi nhưng mà chưa về kịp. Cốc chuyện nó chưa về Tân Công Xính kịp. Đây cả nhà ơi. Chuột. À, ớt cỡ này nè cả nhà. Ớt nhiều như chuột chứ đó. Bởi vì ăn xíu cái anh em có con nào mập được nổi đâu. Ớm 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 chưa. À, chuột con hay sao? Chuột con. À, chú mình tính làm sắn con trâu hay sao anh em? Con trâu đi. Con trâu ha. Ok. Lời mà nó chào khán giả rồi một cái hay là ai mà cặp cái máy yếu thì vớt cái máy luôn á cả nhà. Này hữu bắt giữ chứ. Giữ không? Ừ, giữ à. Mấy con đầu tiên buổi sáng là bắt chín không á. Từ từ mình cũng mới có tay nghề đó, đúng không? Từ từ ha. Trái cái bự. Không, vậy được rồi. Chặt bỏ cái đầu nó cái xong. Mượn cái dao ấy. Bỏ cái đầu chút được. Gieo muốn trâu qua được nha. Ủa chạy sẵn đây luôn. Món này là giò móng trâu này là được bác Út mua về chỉ mình. Vừa xong rồi. Vừa quá hết nhau xong.
Con mỏng màu chín. Tay là tay còn xài không? Nghé hết rồi. Chưa cái cùi đừng bỏ cái cùi xong, để cùi phía đại luôn xong. Còn lúa nhai cho. Không có cái gì sạch bằng bắp chuối chứ. Nó thiệt luôn, cả nhà trong trong tất cả các loại rau không có rau gì mà qua bắp chuối được. Bắp chuối đâu phải là rau, nó là thuộc dạng là bông rồi. Đúng không? Đi luôn á. Ừ, nó sắc làm hai đi cũng. Sao mà ăn gì vậy? Tại em chén đi nghe sao? Ừ, chén làm tứ. Để cái cùi này không? Để hết luôn đi. Để lấy hòm chi ăn. Đó, nó là ngon lắm á trời, đừng có giỡn. Thiệt luôn á. Đúng không hổ? Còn nó ngon không ngon thì ăn không được cả nhà. Chấm hủ tiêu thứ gì cho nổi. Đầm chén với ớt thì hổ ơi. Ê, cái này mà mình luộc mình trộn gỏi cái gì rất ngon. Như thịt gà vậy á. Ừ. Gỏi khô ha. Ừ. Gỏi chua hay không? Ừ. Đậu răm đồ ha. Được chưa? Hết đi. Đủ chua. Đủ chua. Mấy trái à? Niêm thử cái cây chua. Đợi hết luôn đi. Không chắc dễ gì chua. Đợi hết luôn đi. Đâu cắn thử trái cây chua không? Niêm ơi. Niêm là phải chua rồi. Rồi sớm thì anh em có hứa bắt mới chuột hồi sáng cả nhà, gửi cho anh Lĩnh ở Long An. Rồi chiều nay anh em đi kiếm một mớ nữa. Thì ngày nay thì anh em làm hai clip cả nhà. Hai clip rồi bắt hai chập luôn. Chuột đợt nào cũng ngon hết á. Đợt đầu thì chuột nó hơi nhỏ hơn. Mập hơn chuột này. Mập hơn hả? Mập hơn. Ủa sao thấy nãy thấy mập mà sao? Yeah. Gì mà không mập không hả? Không, cũng mập nữa mà không bằng chuột trước. Vậy là chuột trước ngon hơn ha. Ừ. Vậy mà tính ra là tưởng là chuột này ngon hơn, ai giờ chuột trước ngon hơn ha. Mình làm thịt rồi mới biết được chứ mình không làm thịt mình không biết được. Anh em có hứa gửi cho ảnh một ít về mấy anh em nhậu cả nha. Nên sáng anh em tranh thủ có chuyến đi xe, chuyến xe anh em lúa gửi. Cái này chúc anh em ăn rất nhiều vài con. Ừ, chia nhau ăn. Chia nhau ăn. Thường anh em bắt được mớ thì không làm quà thì làm món đó nha. Anh em làm đương xương nhà ly, còn mớ là còn lại chia nhau ăn. Đi đâu đi săn bắt gì cũng vậy cả nha. Nhiều người nói lúa lấy cái này lên cho vợ lúa bán đi chợ lấy tiền trả lương. Trời. Chết luôn cả nhà ơi. Suy nghĩ sao mà nói vậy không biết. Thôi xong rồi, nó sâu rồi xong rồi. Cho chuột chín hơi hơi đi ha. Chín luôn. Chín luôn hả? Ừ. Món này cũng mau anh em ơi. Mà hồi mình ngồi đâu giờ lại? Lên đầu hay ngồi đây? Lên đầu không? Lên đầu thì đổi hướng. Lên đầu không? Lên luôn. Lên luôn ha. Món này mình đơn giản mà. Mình ăn dở cái nắp ra cho anh cái rồi. Mình ăn cho clip mình lên coi hổm về cái clip mình sao mọi người bỏ mình hay sao mất tiêu luôn lại. Lên lầu cho nó lên lại ai. Cả nhà ơi đừng bỏ anh em lúa nha cả nhà. Tội nghiệp. Cả nhà mà không xem mà không có tiền trả tiền lương cho mấy anh em đâu đó. Lọc cái chén nó bỏ đâu hết à. Gì? Đem qua bên kia. Trước á. Nói chung là dù bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ giá nào anh em cũng cố gắng hết sức đó nha. Hết sức phấn đấu để cho tương lai tốt đẹp hơn. Rau. Ủa bụi rau này ai cắm nhà? Rồi phải banh cái bụi rau của anh ta luôn. Bẻ mấy cái lá tươi tươi. Ê, muốn múc anh hơn cả nước đổ tứ nó luôn rồi xong. Sống rồi. Không chưa? Tỉnh lại rồi. Ít ăn quá nó bị sâu. Sâu quá này dữ thằng lắm. Đơn giản là làm buổi chiều sương sương vài lít. Vài lít à? Vậy lần nào không 3 lít mình nói. Sao hội xin thêm hoài luôn á. Đúng rồi, 3 lít. Mới xin thêm mà tốt nữa. Mới xin thêm tốt. Ai ạ? À? Ai xin thêm đâu ạ? À? Chỉ đây. Không biết ai ạ. À? Không biết ai ạ. À? Màu đỏ. Không biết ai ạ. À? Cái chiêu đó bị hoài à. Không, tại ta thừa hắn ta xông lên. Bữa nào dập cái chốt mất tiêu nha, chạy chốt mất tiêu à.
bữa nào thấy không xong rồi ha, chạy trốn. Chứ thấy không ổn thì ta giúp buông chứ sao. Nói chung thì làm lương xương cả nhà, không ai ép ai, uống bao nhiêu được thì uống, chứ lớn tuổi rồi cả nhà. Uống rượu đích để giữ gìn sức khỏe nữa. Ngày cả nhà vô đích thôi là đảm bảo nằm ghiền luôn. Chắc khỏe luôn. Uống thì làm clip đó, uống cho nó đỡ nhức mình thôi cả nhà. Chứ còn nếu như mà ngày nào cũng uống thì mệt lắm. Tại vì anh em quay clip xong anh em nghỉ à. Bữa nào mà mồi ngon á với vui á nên anh em mới uống nhiều thôi. Mà thấy ngày nào cũng vui hết á cả nhà. Ngày nào cũng vậy. Nên ngày nào cũng 3 lít. Chuyến nào cũng 3 lít. Thôi dọn dán nha. Dán đi. Đổi tên vô không sao được. Cái gì? Tên gì? 3 lít đúng không? Chị vô. Ngày nào cũng 3 lít, 3 lít. Có gỗ chưa kìa? Đi mua rồi quay. Thôi tắt máy đi mua nha. Thôi cho lúa đi mua luôn. Buổi chiều cả nhà. Sao bây giờ làm việc? Chiều đẹp không? Mặt trời sắp lặn rồi cả nhà. Ôi ôi đẹp ghê anh em ơi. Mà không? Chiều qua mấy mấy chiều ta hả? Quá đẹp. Chết được 3 đấy hết. Sao cài à? Đó. Nhiễu xong rồi. Đây là gió ghê ha. Bên đây cả nhà không biết có nghe ồn không à. Có gió thì nó hơi ồn chút xíu, cả nhà thông cảm nha. Bữa nay mình lên lầu mình chơi cho nó lên luôn cả nhà. Để hổm dài nó xuống không à. Hổm dài cả nhà bỏ anh em lúa rồi. Vô anh em. Vô. Càng ngày càng nhiều. Còn sao nữa, không sao. Cùng lên lên nè. Cả nhà có Hương anh em thì ủng hộ kênh Thái Lúa Miền Tây cả nhà ơi. Vô. Mời cả nhà nha. 1 2 3 vô. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Hôm qua lời thì công việc xong thì làm xong cái chai bếp cho xong. Có mình lúa cả nhà, ở nhà câu cá với lọc mà xả nó ăn. Ăn cơm. Ngon. Gì? Ngon. Đã. Nó bắt chú ngon. Chuột cũng ngon luôn. Ở nhà cứ ăn nguyên con chuột luôn nha. Thứ gì chịu nổi. Chuột. Hấp miếng nước coi. Chuột này chắc ngon lắm nè. Lọc dùng mình nghe, ớn ăn hả? Xong ngốn cái thử coi. Trời ơi, ngốn cái coi. Nướng nguyên con vô được, để bẻ. Ngốn nước con chứ, cắn nguyên con. Thôi. Cắn nguyên con luôn. Cắn cái bọng nó mới được. Cả nhà luôn nha. Sao? Này cắn cái nửa cay quá. Nửa cay luôn hả? Ừ. Cảm giác sao? Vô vô mót không? Vô mót. Dốc cho lúa con. Nè, cái mình rượu để đây nè. Dốc, khỏi gió quá. Thay đổi đi, bữa trước là ai ta? Trước em, em đổi đâu, quên đâu, quên. Đổi trong lọc đi. Đây, chọn đúng rồi, mình có dao mà. Mình không lẽ, bữa sau đổi lại nha, chứ không phải mình tôi nha. Vô cả nhà. Thôi khoan. Hỏi sao chết được biết đường trả lời. Khoan quê. Cái chấm mới được. Nè, lấy con này nè. Chấm mới được, chấm mới được. Để đường lối con này. Trời ơi, chấm cho nó phì nữa. Chấm đường lối coi. Nè, con nào? Trời, con đỏ con nữa hả? Đỏ hoài. Thằng chim nãy im du lắm cả nhà đấy, chờ đổi. Đó. Coi chùm mở đã. Em xin chùm mở lại quên. Mang luôn đi giờ nha. Ăn cho nó mặn luôn cả nhà. Tiếp tiếp anh em, tiếp lại.
ơi, cả nhà có nè, lung lên chưa cả nhà? À, đó, mặn lắm nha. Cháy vô cái bọng không cháy? Mặn không? Cháy vô cái bọng á. Khoan, để anh cầm mới được. Nè, cầm cái đặt cái này nè. Cả nhà có một khúc ớt nhét vô. Trời ơi, gãy cái đầu luôn kìa. À. Đâu? Nó cắn cái bọng rồi. Thôi được rồi. Hiếm. Thôi. Đêm. Lúc sâu nó tan trong miệng đó nhời. Vô. 1 2 3 vô. Vô cả nhà ơi, bữa nay chuột quá ngon. Mà cái nhà vô cái bụng chuột cái. Đọc vô con chưa? Vô đi. Rồi, vô rồi. Vô. Ừ. Mình ở nhà dùng bắp chuối hột nha. Thiên nhiên không có xịt thuốc xịt bọng gì cho nó tự trồng rồi mọc lên luôn à. Chú mới nhú không? Ừ. Chú này mà chú chưa chỗ luôn. Chú này là trồng mấy giờ luôn. Ừ. Nãy có đặt mình cái chòi đó. Nãy có chỗ. Dết. Vào. Vào mấy cái bắp chuối nó nhâm thôi. Nhâm ăn ha. Mình muốn bẻ ngoài á. Trời, chống dịch của mình tới giờ là chồng từ lúc chống dịch Covid tới giờ. Lâu rồi. Ừ. Lâu rồi, mấy năm rồi. Con lực dưới sang chồng á. Ừ, giật đi hả? Xa lắm. Xa lắm hả? Ừ. Ủa lộn vậy. Đây mà. Đây mà. Trời ơi. Sẵn gót cho lỡ tay rồi. Gót dùm kỳ quá. Phải rồi. Thì miếng chuối à, ừ ăn cái cùi coi. Cái thử cái cùi cả nhà. Chấm món này nè. Cùi được phí lắm. Thứ gì chưa nói cái cùi đó. Cả nhà. Ăn bỏ chuối chị nhất chưa? Nhất nổi không? À. Ừ. Chú hậu nó cũng vậy thôi, ngâm cái chuối cũng vậy nhất nổi nó trái nữa. Cần. Mà cái bắp còn hơn nữa. Như hoàng bắp chuối này ăn nóng thì ăn mũi. Đẩy xương nhìn cho lót đi hồi dẹp anh em ơi. Để nhét nổi. Mâm kìa, cái mâm mình đâu. Ừ, đánh cái mâm đây hả? Quay đi. Quên nha. Bên đây cũng được. Ừ. Nhớ dục mình ăn nghe dục quá thì vô cái chảo nè. Chảo. Thọt tay quá là được. Rồi vô lại nè. Vô nè. Vô. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà luôn nha. Quá trời quá đất rồi. Ngày mai là mình chiến với mấy anh em, mấy chú, mấy bác, mấy chú với mấy anh em ở bên Tân Xính ngay cả nhà. Giờ này chắc là phành rồi. Mời chắc đi sớm đi mấy ông mình. 11 giờ đi. Qua bển mình thăm hỏi, chào hỏi mấy bác, mấy chú rồi. Tranh thủ dọn dẹp. Bữa này tối khi tấu chụp. À, con chuột mềm nào ăn ngon đấy ha. Lần nào xong công chuyện hết qua hay rồi. Mai á. Ừ. Sắp xếp công việc nhà xong rồi hết qua. Có gì alo anh. Chuối này trộm gỏi cũng ngon. Cái khoai. Có kim lo anh. Kim lo á. Đụng con gà hết loại. Lục trước hả? Ừ. Ăn thấy cái cùi cho anh luôn nè. Ngon. Mềm mà. Bình thường luôn. Bùi. Đâu chát gì đâu. Đâu phải nhiều bắp chuối xiêm đâu. Không nè. Có cái bắp chuối hột là ăn lộn bắp chuối và cùi á là ăn không bao giờ được. Đắng. Đắng đắng kỳ lắm. Đắng lắm. Đắng sờ nhà nổi. Ừ. Để ăn thử rồi nè. Đắng lắm đắng. Không có lộn. Đặt nướng ra nhớ hợp đó. Ừ. Đặt nướng ra vậy cái mình thấy cái mình bẻ vô thử ra trời ơi thử đắng dữ lắm đắng nổi dữ lắm đắng mà khó chịu lắm đắng mà nó chát mà nó làm sao đâu á mũi nó kỳ lắm kỳ 1 2 3 vô chuối là ta chị bệnh gì á nữa hả gì bệnh gì hả nó vợ kêu kiếm gì á ấy uống nhóc nấu nước uống nè không biết uống nổi không à
cái điều nó khó hơn chứ không cũng hơi chết. Cái gì, cái dây 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 cốc còn uống nổi nữa chi mà cốc với nhau không mà là cái dây cốc chị đâu mà nay nó uống vô mát nó có cái hậu ngọt hơn cái bắp chuối giờ cua nha. Không ngọt bằng mướp rừng không? Mướp rừng ngon dữ lắm, ngon bữa nào đi hai mướp rừng ăn bữa dữ lắm ngon. Dây cốc không lại mướp rừng đâu. Kiếm cá rô đồng không bà lớn nha, nấu đi đúng mới gặt mướp rừng luôn nha, dữ lắm ngon, sang nó dữ lắm ngon luôn rồi, cũng chung ngon. Đắng tới nỗi mà con cá nó còn đắng ở trong, hấp vô thịt luôn, hấp cái nước rồi mà muốn xỉu luôn á, là nuốt vô cái là muốn cháy cổ họng á, bỏ luôn. Mà có cầm tay nè, mà chồng ơi khúc. Nó bà lớn có nè, mà nó tròn. Dài dài cho nhiêu rồi hết cát. Gian vô vô chuột vậy đó. Nó bầu. Thứ mà trong linh đầu trọng lên thứ đó là nó hủ hoại mình. Lo qua đường khác. Hủ hoại rừng. Cái đó ăn được. Hủ hoại rừng tự mọc không à, nó trồng. Gieo hột tự mọc. Thôi, bây giờ anh em mình lượng xương nha anh em, đừng có uống nhiều, ngày mai mình còn làm việc sớm nha. Mai mình qua tân công xính để sắp xếp công việc. Thôi bây giờ thì tạm thời chia tay cả nhà nha. Đồ ăn này còn nhóc chơi nữa cả nhà. Đó. Mình làm nuôi xương thôi. Mai mình làm việc. Rồi bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà tiếp sau. Bye bye mọi người. Bye bye.